Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, mình là Hùng Gia Quỳnh Hôm nay mình sẽ nói với các bạn cái về vấn đề T5 Cái thứ nhất là các bạn sẽ lên T5 là có nên lên hay không, đối với Cherry Thì cái câu trả lời này, câu hỏi này thì mình cũng được các nhiều bạn mà đặt ra thời gian gần đây Thật sự đó là mình ai hỏi thì mình cũng trả lời các bạn một câu là cứ nên tại vì đại khái như vậy các bạn có lên t năm hay không đi chăng nữa thì những cái nghiên cứu những cái nghiên cứu ở trong đây nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều đầu tiên là cái thần tốc thần tốc này nó giúp cho các bạn tăng tốc độ di chuyển nè nó rồi cái nào lực lượng hành quân giúp các bạn tăng tốc độ tiếp tế nè rồi vận chuyển thần tốc nó giúp các bạn tăng tốc độ đi thu thập rồi tốc độ chữa lành bệnh xé hay là sức chứa bệnh xá nè cái túi để diện chợ lớn hơn nè mở rộng danh chạy để huấn luyện lần nhiều lính hơn dần dân. ngoài ra nó còn có cái phòng thủ cái sức bền bộ binh hay là cái tấn công nó cộng cho bạn rất nhiều thứ cái chuyện mà các bạn không lên tây nam các bạn nghiên cứu ở cái nhánh này thôi cái nhánh trang bị này thôi cũng đã giúp các bạn rất là nhiều rồi cho nên ai hỏi mình nói các bạn có bao nhiêu di thư các bạn cứ nghiên cứu bấy nhiêu Còn cái vấn đề tiếp theo á là cái vấn đề mà lên T5 Đây nửa vời với những cái bạn mà lên hẳn luôn rồi thì mình không nói Với những cái bạn mà lên nửa vời các bạn có một ít di thư rồi, các bạn lên Như các bạn nói, như lúc nãy mình nói đó các bạn cứ nghiên cứu thì nó có lợi cho các bạn Nhưng các bạn lưu ý dùm mình một cái duy nhất đó là các bạn lên T5 nữa vời á. Đó. đó. chính là cây xưởng đá trăng. Cây sưởng đá trăng này là khi các bạn nghiên cứu á thì nó sẽ giúp cho các bạn là các bạn sẽ sản xuất được đá trăng. Ồ các bạn sản xuất được cái đá trăng. Các bạn dùng đá trăng để làm gì? Thì đây. Cái đá trăng đó khi các bạn sản xuất đá trăng, các bạn sẽ dùng đá trăng để các bạn hợp thành cái vũ trang ánh sáng. Cái vũ trang ánh sáng này nè, thì để nó ghép với lại con T4 nó sẽ cho các bạn con lính T5 ở hệ điểm hiện tại thì mình chỉ mới nghiên cứu tới cái sự nay trang mà mình đã có ra cái vũ trang ánh sáng thì với các bạn nào á mà chưa có cái hướng mà đi thẳng một mạch đến T5 như mình mình sẽ quyết định là mình đi thẳng một mạch đến T5 mình sẽ nạp cái gói di hư từ từ để mình lên T5 hẳn luôn mình sẽ lên thời gian dài khoảng 1 đến 2 tháng có thể là khoảng 2 tháng 2 tháng là mình sẽ lên T5 thì mình sẽ bắt đầu sản xuất cái vũ trang ánh sáng nhưng với bạn nào mà các bạn chưa định hướng được, các bạn chưa biết chắc là các bạn sẽ lên T5 như thế nào. Giống như các bạn đợi cỡ khoảng nửa năm nữa mới có T5 hay là một năm như các bạn có T5. Các bạn đừng đừng sản xuất cái vũ trang ánh sáng này á. Tại vì cái vũ trang ánh sáng này cơ bản là như thế nào, nó sẽ tăng cái sức mạnh cho bạn mà cái sức mạnh này sức mạnh rất là ảo diệu luôn. Cái sức mạnh từ vũ trang ánh sáng nha. Nó sẽ tính ở trong trên này nè, kiếm cũng không ra luôn á. cái sức mạnh của bạn từ quân đội, từ bảy công trình nhiệm vụ nghiên cứu cấp uh, người trên hùng quân đội, công sự gì đó nói chung lại là cái vũ trang ánh sáng nó sẽ tăng cho các bạn cái sức mạnh nhưng mà cũng không biết là nó tăng từ đâu nó tăng một cái lượng sức mạnh gọi là sức mạnh ảo có nghĩa là các bạn thấy cái mai các bạn lên nhưng thực tế là nó, cái mai đó nó không có tác dụng cái mai từ lính thì lính các bạn có thể dùng đi đánh cái mai từ nghiên cứu bất kỳ nghiên cứu nào nó cũng có lợi cho các bạn kìa nó không tăng cho các bạn các cái chỉ số bị động thì nó cũng tăng cho các bạn cái chỉ số chủ động để các bạn tấn công phòng thủ ngoài ra thì nó cũng tăng cho các bạn cái chỉ số để viện trợ tài nguyên vân vân nhưng mà cái vũ trang ánh sáng nếu mà chưa lên tây năm thì cái sức mạnh này nó không có ý nghĩa cái sức mạnh của cái vũ trang ánh sáng không có ý nghĩa cho nên mình lưu ý với các bạn nào mà lên T5 nữa về á các bạn khoan đã lên Bill cái sự đá chăng này cao Bill cái sự đá chăng cao á thì các bạn sẽ ngứa tay ngứa tay các bạn làm gì biêu vũ trang ánh sáng thấy đa chăn dư là vô cờ ở ừ, thấy dư thôi biểu đại để dành xài dẫn đến các bạn sẽ bị bùng phát ba mai bùng phát mai rất nhiều luôn nhưng mà các bạn không mạnh lên đâu nhé rồi à, mình nói là thứ nhất đó là cái T5 có lên nên lên hay không thì mình trả lời với các bạn đó là các bạn không lên tây nam thì các bạn có di thư các bạn cứ vô nhánh này các bạn nghiên cứu các bạn coi các bạn có cái gì các bạn nghiên cứu cái đó còn lên tây á, còn bạn nào lên tây á, thì mình giới thiệu với các bạn một cái gói cái gói di thư cổ Ồ. Ừ. hình như mình nạp rồi à đây cái gói này cái gói này nó sẽ bán cho bạn là 250 cái di thư cổ ngoài ra nó còn tặng thêm cho các bạn là tăng tốc nghiên cứu nè gương tàn bạo gương thi chiều gương phì nữ gương ông chúa tài nguyên dân dân và mây mây nói chung lại rất là nhiều rất rất, rất nhiều thứ để các bạn chơi nói chung cái gói này thì nó cũng thuộc cái tầm rẻ thôi cái giá bán của nó là cái giá bán của nó là một đô 5 đô là khoảng sắp xỉ à. mình nhớ hồi trước đó là 109 còn bây giờ là 100 117 hay 118 vậy tại bạn cập nhật mới mình cũng không nhớ còn, còn kim cương xanh là nó tương ứng với lại như là 499 kim cương xanh đó các bạn Để mình coi 499 kim cương xanh uh, bao nhiêu tiền nhé uh, Ở đây 100.000 là 455 kim cương xanh, 499 kim cương xanh thì nó cũng sắp xỉ khoảng 110.000 110.000 á các bạn, 110 hay 109, chắc 109 á, là cái gói này á là 109.000. Thì bây giờ các bạn nạp á, các bạn có thể nạp là thông qua kim cương xanh á, thông qua cái bảng kim cương xanh này các bạn nạp. Ừ, trong bản kim cương xanh này nó có cái ví abota thẻ atm momo viettel pay thẻ tín dụng vtc bitcoin thẻ gas nè bit bit này mình không không gần Paypal. thì uh, đó là cái cái uh... về cái gói này ha cái thông tin về cái gói này thì hiện tại ở thời điểm hiện tại đó, thì cái gói này cái gói này là cái gói rẻ nhất để các bạn mua di thư. Thì uh, mình tính là mỗi ngày gói này nó ra cho các bạn là mỗi ngày nhé. Gói đại hà giá thì cái gói này nó ra cho các bạn mỗi ngày. gói mỗi gói nó chia bao gồm là 250 cái di thư. Thì để đạt được cái con số mà đủ để các bạn nghiên cứu T5 là khoảng 20.144 dì thư Thì các bạn sẽ nạp khoảng 80 gói Với mỗi gói nó bạn 109.000 Các bạn sẽ Vậy à... là Khoảng 20.000 20.000 là 20.144 là khoảng 80 gói ha. Đúng rồi Mỗi gói 109 là các bạn tốn khoảng 8,7 triệu. Để các bạn lên tư tư. Các bạn lên tư tư bản gói này thì 80 gói là các bạn tốn khoảng 80 ngày. Mỗi ngày một gói là 80 day. 80 day thì 2 tháng. Hơn 2 tháng nha các bạn. 2 tháng 40 ngày. Ủa 2 tháng 20 ngày. Đó. Rồi đấy các bạn nào mà nạp lên t tư, tư lên rẻ ha Mình cũng đang lên theo cái hướng này Nhưng mà mình đang sở hữu lượng di thư cũng khá khá Cho nên chắc khoảng tầm 2 tháng mình lên rồi Rồi trước đó mình cũng còn khoảng mấy ca di thư Rồi uh... Ngoài ra với uh... Ngoài ra thì cái di thư các bạn Đổi thiền hàng thỉnh thoảng cũng gặp gặp lần cũng được 60 đến 70 di thư Thường mình gặp đổi thiền hàng này nữa Hên hên gặp di thư hoài à các bạn 60, 70 cái gì lần á Nhớ Ngoài ra thì các bạn nên để ý Khi mà một khi ghi á Nó đã ra cái gì rồi á Thời gian đầu á giá thành của nó rất là cao Nhưng thời gian sau á Nó sẽ giảm giá lại cho các bạn Nó giảm giá đến cái mức mà rẻ luôn á Thì uh... Ở thời điểm hiện tại thì cái giá của nó 250 cuốn á, là 109 ngàn Nhưng mà mình nghĩ tin một thời gian sau nó sẽ giảm cho các bạn còn rẻ nữa Ngoài ra thì có thể Theo mình đoán thôi nha là sau này á, trong các cái sự kiện địa ngục này nè Chắc chắn nó cũng tặng gì thư Giống như cái xu may mắn này nè Lúc mới ra nó đâu có trong sự kiện đi ngục Giờ nó cũng cho rồi nè với lại cái cái viên đá đá đỏ đá mà để bếp sự kiện địa ngục nó cũng cho với lại à, ở đây cái cửa hàng kỷ niệm hôm bữa vô cửa hàng này đổi được 100 cái cuốn di thư rồi các bạn rồi, à, từ 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 hiện thời điểm cái nào cũng vậy mới ra thì nó mắc dần dần nó rẻ lại cũng giống như là đồ xăng hồi xưa mình 109.000 là mình được có mọi 10 10 món trang bị trắng mỗi loại với lại 10 cái gương xăng nhưng mà bây giờ mình nhớ không nhầm là với 109.000 là các bạn được tới 53 53 món trang bị trắng mỗi loại với lại 10 cái gương 53 cái gương xăng Ngoài ra hình như là mình nhớ nó còn kèm cho các bạn thêm mấy chục camera năng lượng nữa Hồi trước là lúc mình mới chơi đó là không có những cái ưu đãi đó Coi như cái gói nó rẻ gấp 5 lần hồi xưa Hồi trước mà mình muốn muốn lên xét đồ xăng như mình là khó lắm Giờ dễ quá chơi dễ rồi Nên ở đây nó cũng có di thư cổ Ai mà thiếu game thì nạp gói này nè các bạn 109 ngàn á Game với là đồ có gương sát thủ nữa nè giờ khuyến mãi ngoài ra các bạn nào muốn nạp ghẻ các bạn có thể liên hệ với mình ở đây mình lấy rách cho các bạn là 18 k có nghĩa là với cái gói mà 5 đô các bạn sẽ tốn khoảng 90 ngàn bên mình nhận cho các bạn là 90 ngàn gói đó Rồi, bây giờ mình sẽ nói thêm qua về cái lợi ích của T5 nha Ở thời điểm hiện tại T5 nó sẽ giúp cho các bạn cái gì Thứ nhất là về cái tăng tốc, mấy cái tăng tốc mình nói hết rồi Cái mở rộng danh chạy à, Trước đây mình có cái mở rộng danh chạy một nó tăng 10% cho mình Ngoài ra mình có một cái combat giúp cho mình tăng thêm 5.000, tăng thêm cái huấn uh, luyện 5.000. 5.000 binh sĩ á, nếu mà up full combat đó được 5.000. Cộng combat cộng với một danh chạy cộng với một cái danh chạy. Mình là mình xài một danh chạy duy nhất nha. Một danh chạy 5.000 cộng combat 5.000 là mình qua huấn luyện được 10.000. Thêm hai cái uh, hai cái huấn luyện ha hai cái uh... mở rộng danh chạy là mỗi cái 10 phần trăm 20 phần trăm thì nếu mà mình full hết tất cả cái mình sẽ huấn luyện được 10 uh... 12.000 lính trên một lần nó cái này là một cái lợi của nó nha các bạn 12.000 lính một lần huấn luyện thì khi nghiên cứu uh, xong cái này nó quản huấn luyện đem được khoảng một, một 1.000 lính nữa đó rồi tiếp theo là cái túi lớn hơn. Ở thời điểm này, hiện tại á thì các bạn có cái túi lớn hơn một á, là nó tăng cho các bạn 3 nghìn 3 triệu, 3 triệu tài nguyên. Cái túi lớn hơn hai nó tăng cho các bạn một triệu tài nguyên. Ờ à, để phòng các bạn nào không biết cái túi lớn hơn 1, 2 nằm ở đâu mình giới thiệu luôn. Túi lớn hơn một nó nằm ở chỗ thống lĩnh quân đội. Đây, túi lớn hơn một nó tăng sức chứa cung cấp bạn 3 triệu túi lớn hơn hai nó nằm ở hình như nó nằm bên mình nhớ không nhìn bên giao tranh kỳ quan đúng rồi giao cho giao tranh kỳ quan thấy các bạn cái túi lớn hơn hai này nó tặng cho các bạn à đây đúng rồi nó tăng thêm các bạn một triệu đồng nguyên và cái túi lớn hơn ba là cái nghiên cứu mới trang bị kia yeah. Thì uh, khi các bạn nghe xong ba cái nghiên cứu này Full ba cái nghiên cứu này Mỗi xe các bạn sẽ dần diễn được khoảng 8 triệu tài nguyên 8 triệu ha uh, Nếu mà các bạn xong cái uh, Xong cái nghiên cứu này Ngoài ra là nếu với cái mức mà 8 triệu tài nguyên này Mà bạn nào mà có con mà Quái tuyết á Con quái tuyết không biết 4 á, Các bạn kích con quái tuyết á thì các bạn sẽ viện trợ mỗi xe là 24 triệu tài nguyên full nó con bé quái tiết mà full full cấp mới nha. là kích kích nó xong rồi viện trợ mỗi mỗi xe 24 triệu tài nguyên thì cái này nó cũng rất là hay để cho các bạn nào mà đánh nhau các bạn chuyện diện trợ tài nguyên nó rất là hấp dẫn còn trước đây maximum là có 7 triệu thôi thì kích con bé nó được 21 triệu giờ kích con bét được 24 triệu nhưng mà tính là tài nguyên thì nó tăng lên có một triệu Nhưng mà kích bét thì nó tăng lên được tới 3 triệu Cũng khá là hấp dẫn rồi Rồi cái bình xá lớn hơn nữa nè Cái bình xá này nó tăng cho bạn 7% 7% này tính ra thì nó cũng không nhiều Nhưng mà ít cũng không ít đâu các bạn Bạn, bạn tính đi nè hiện nếu hiện ở thời điểm hiện tại mình xài full xá đi là 15 bình xá nhớ là 15 cái một cái danh trại bỏ một cái trang uh, viên còn bạn nào bỏ trang viên cũng được là một bình xá 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 15 các bạn đây để một trang viên một danh trại 15 bình xá ha. các bạn lấy 15 các bạn nhân cho 40 000 các bạn nhân lại cho 1,26 là nó ra được khoảng 956k là tối đa cái bình xá của bạn có thể chứa hiện tại là 956k còn bạn nào 16 cái bình xá thì các bạn tính thêm 16 nhưng mà lên 16 bình xá đẹp cũng êm lắm á. Mình chưa tính thử ha. 16 nhân 40 000 Bạn tính thử nha. 16 bình xá nè. Nhân cho 40 000 lính mỗi bình xá nè. Tất cả này

mình nhầm nếu mà 15 cái bệnh xá là các bạn có thể uh, chứa được khoảng 756 uh, 756.000 lính còn uh, 16 cái bệnh xá là các bạn chứa được khoảng 806.000 lính Cái này nó sắp xỉ 806.000 nha các bạn Nếu mà full bình xá, full bình xá thì điểm hiện tại là khoảng 806.000 lính Thì cái nghiên cứu mới này nó cũng giúp cho các bạn nào mà muốn hùng thủ thì xây bình xá nhiều cũng ổn với lại cái bệnh xã lớn hơn Thì uh, tiếp theo là cái này Mấy cái tốc độ chế tạo này nè Các bạn nghiên cứu Các bạn nghiên cứu Nhưng mà nếu mà các bạn chưa cần lên tới 5 á Các bạn uh, nghiên cứu Nhưng mà các bạn đừng có dùng nha Đừng có dùng mấy mình là các bạn đừng có chế tạo Cái vũ trang ánh sáng nè Chế tạo xong nó lên mài ảo cho các bạn á còn bạn nào mà muốn lên mai ảo cho cao, cho đẹp thì các bạn cứ lên bình thường Mình cũng không có nói nhiều Tại mình thấy là cái mai đó nó không có tác dụng, không có giúp ích Mình nói với các bạn nào không để ý các bạn tránh Để các bạn lên xong rồi cái, cái đánh nhau nó cũng không có tác dụng gì mấy cho các bạn Nhiều khi mình ép cái xác mình nhỏ để mình dễ câu rally hơn ở các cái phòng thủ này các bạn nó nghiên cứu cái này nó sẽ tăng với bạn 10% chỉ số phòng thủ nè sức bền này là tăng cái máu cho các bạn á 10 tấn công 10 cái này mình chưa lên T5 nhưng mà mình xác định một điều với các bạn á là con T5 nó mạnh hơn con T4 hãy trước khi các bạn có T5 tây nam nó mạnh hơn tây tư không phải mạnh ở cái chỗ mà 12 mà điểm mai đó đâu mà các bạn thấy đi chưa chưa lên tây nam nữa là các bạn đã phải nghiên cứu trải qua rất nhiều cái nghiên cứu thì nó đã tăng cho các bạn rất là nhiều cái chỉ số mà phòng thủ tấn công thì cái đó là một cái lợi thế và khi các bạn nghiên cứu ra được con lính T5 các bạn sử dụng chắc chắn một điều là khi các bạn dùng T5 thì cái T4, T3, T2, T1 ở nhà các bạn cũng đã mạnh hơn rồi. Thì cái này là một cái điều mình khẳng định với các bạn là nó rất nó mạnh. Nó mạnh không chỉ ở cái chỗ là được ghi búp thêm cho nó mà được ở cái chỗ là nó đã trải qua thêm nhiều cái nghiên cứu mới khiến cho nó mạnh thêm nữa. Thì cái này là những cái mà mình chia sẻ với các bạn về cái T5. Thì các bạn nào có thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ với mình, mình sẽ hỗ trợ tiếp cho các bạn. Hôm ngày mình mua cái gì thực cổ này là mỗi ngày luôn. Mình chỉ lấy gì thực cổ thôi. Gì thực cổ hết rồi. Rồi mình chỉ quan tâm cái gói gì thực cổ. Ủa hình như cũng có vài cái gương trong di thực cổ á Mở đi Mở gương thiên hậu Trắng Ủa Để... được 1 ngàn game này các bạn Wow Giờ khuyến mại Hình như cái này cao nhất của nó tới uh, 30D đơn Đừng... nè Mở ra cái 30D lần nữa nghiên cứu T5 nè 30D Ồ oh. được Đừng cái 3D Cũng khá là thơm đấy kệ cái 3 ngày 24 giờ 24 giờ nghiên cứu 24 giờ quấn luyện 8 giờ quấn luyện 3 huấn luyện gương tàn bạo gương tàn bạo này là nó ra toàn là đủ hiếm không nè những cái đồ mà bạn mở mấy cái gương trang bị nó ít ra mở gương tàn bạo 100 cái quá wow. Đừng cái thiết kế cổ đại vàng luôn nè Trời ơi, độc tố ăn mòn, yếm yếm xanh dương nè Tinh thể ngọc bích nè Wow Cái này là của con ngựa thành trai nè Rồi, thơm nhỉ Gương thủy chiều, mở Ôi, gương này xịt rồi các bạn nha Phòng 10 cái rồi xịt luôn Gương này gương phì nữ 165 cái Ờ à, được cái dòng hào quang Màu xanh lá coi được nè Còn 65 cái Mình là mình mở không có theo bí quyết gì trơn Mở mở đại 100 À đừng thêm cái dòng hào quang nữa Ông chúa nè À được cái ngọc độc xanh lá

Ờ, được con cái hạt mới gai mà cái hạt màu trắng tươi trời ơi y ghi keo kiệt quá rồi, cái chuông lễ hội trắng tươi luôn đúng mi ghi quá keo kiệt rồi hình như không có đủ lên đồ gì trơn á có không ta bên người hình trôi nữa mà ồ cái này không lên được đây 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 lên được cái này nè Cái này của con ngựa nè Đó Ô, Lên được cái màu tím nè Này lát mình coi mình Coi có lên không À lên được cái kinh bất tử nữa nè Ô gàng cái này vàng cam được rồi nè Đủ, đủ nguyên liệu vàng cam rồi nè Bây giờ không có gàng đâu này bộ tầm xe này cũng trôi nữa. chưa chưa có coi cái đó bây giờ mình gàn cái kinh bất tử đi kinh bất tử mình có xài 6 cái hộp xương sọ tám cái xương sọ nâng cấp đừng có quyển kinh bất tử Thôi để nó chạy tự tự nó ghen đi không, không có sợ hại giờ cũng không tăng tốc giờ là mình từ lúc mở tới năm tới giờ là bắt đầu chụm khiên suốt luôn ngày đâu có ra đâu có mở khiên ra đâu rồi hôm nay mở mở gương cũng khá là thơm đựng cái bản vẽ của ngựa hành Troi cũng xem như là có thu nhập xem như là xem như là hôm nay có thu nhập các bạn à, à bây giờ tăng tóc cho cái quỷ này đi đợi full 30hp rồi bắt đầu lít tăng tóc không dài cứ như vậy đó, rồi làm thôi đó Chắc khoảng uh, hai tháng nữa, hai tháng nữa UGA sẽ xách con T5 ra ngoài cho các bạn xem Mỗi ngày 250 cái di thư uh, Cái này người ta gọi là cái gì ta? Người ta gọi là mình uh, hiến máu nhân đạo ngay sao được cái gương đó kìa ra mở cái gương đó coi được cái gì không chắc cũng không có đồ gì đẹp đâu rồi rồi xin chào tất cả các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau bye